cần phải có cửa, tự vào tìm em đi. Sẽ hóa cái giấc mơ có em, oh baby crazy. Và nhà tìm đang say, ở lại một đêm ngay. Walk in. Chị bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Chị đi đâu đây? Đi học. Ba lô nè. Trời ơi, 27 mà vẫn còn đi học luôn. Ơ? Học ngu chị ở lại chứ biết sao giờ. Học ngu trong trường nữa. Cần phải có cửa.